Thưa quý vị và các bạn, làng Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang được hình thành cách đây trên 2.000 năm với các di tích như đình Ngọc Bộ, chùa Kim Hoa, miếu, văn chỉ, nghiền bút bằng đá và các nhà thờ họ. Đó là những dấu ấn lịch sử nói lên truyền thống văn hóa, văn hiến của một vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử. Với bề dày truyền thống lịch sử và đời sống tín ngưỡng dân gian phong phú mà mỗi làng quê Việt Nam đều lấp lánh những câu chuyện mang sắc màu huyền thoại, lý giải một cách tài tình cho tên làng, tên xóm hay những di tích có mặt trong địa phương, tất cả đều mang niềm tự hào về mảnh đất nơi mình sinh ra. Thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, một mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với sự quy tụ của khá nhiều các di tích đặc sắc thì điều này lại càng dễ hiểu. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những di tích đặc sắc như đình làng Ngọc Bộ, chùa Kim Hoa và một nghiên đá có 102. Và đặc biệt ẩn sâu trong đó là những giá trị văn hóa phi vật thể rất đáng trân trọng của địa phương. Theo sử sách cũng như các cụ cao niên trong làng kể lại, Ngọc Bộ là vùng đất có lịch sử hình thành cách đây hàng nghìn năm. Kể từ khi mở đất lập làng, nơi đây đã có tên gọi Trại Ngọc Bộ. Khi còn thuộc huyện Tế Giang, phủ Thuận An, vùng quê này được gọi là xã Ngọc Bộ. Sau khi đất nước giành được độc lập tháng 8 năm 1945, xã Ngọc Bộ chuyển thành làng Ngọc Bộ thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Trải dài theo những thăng trầm của lịch sử, vùng đất này chưa một lần đổi tên. Với tinh thần đoàn kết, bằng sự cần cù, năng động và trí tuệ, các thế hệ người dân ở Ngọc Bộ đã đời nối đời, kế tiếp nhau viết nên những trang sử tràn ngập niềm tự hào về làng quê mình, một vùng quê có tầng dày về văn hóa, văn hiến, một vùng quê có truyền thống cách mạng anh hùng, một vùng quê địa linh nhân kiệt với những dấu ấn lịch sử rất đáng trân trọng và tự hào. Chuyện xưa kể lại, thời Hai Bà Trưng bất ngờ khởi nghĩa khi đi qua làng Ngọc Bộ, tại đây đã xuất hiện hai anh em song sinh, đó là Linh Quang và Hiếu Quang. Cả hai người đều có đức độ bao dung, tinh thông võ nghệ và có sức khỏe hơn người. Hai anh em đã bộ quân được 2.000 người tình nguyện theo hai bà đánh giặc. Với tài đức nổi trội, hai ông đã trở thành tướng tiên phong và là những người có công lớn trong việc đánh đuổi quân Đông Hán xâm lược, giành lại độc lập cho non sông đất nước. Do có công lao to lớn trong phò vua an dân trị quốc nên sau khi qua đời, hai ông đã được vua ban chiếu chỉ cho rước mũ áo vào miếu để thờ phụng và được vinh phong Linh Quang Hiền Ứng Hộ Quốc Đại Vương, Hiếu Quang Cảm Ứng Hùng Uy Đại Vương. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao to lớn của hai vị tướng tài ba vì dân, vì nước, dân làng đã suy tôn hai ông là thành hoàng làng. Cùng với đó, dân làng còn bảo ban nhau góp tiền của công sức xây dựng một ngôi đình khang trang, to đẹp, ngang tầm với tài năng và phẩm hạnh của hai ông. Theo thần tích, đình Ngọc Bộ được xây dựng theo hình chữ công trên tế đất sơn thủy trầu về, long hổ vây quanh, bằng các đường nét hoa văn tinh xảo cầu kỳ với lối kiến trúc theo kiểu Việt Chăm. Đình Ngọc Bộ không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng, là cổ kính, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mà còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng hấp dẫn của nhân dân trong vùng. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, đình Ngọc Bộ đã được các triều đại ban 11 đạo sắc phong và 2 đạo dụ. Ngày 3 tháng 8 năm 2007, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định số 51 xếp hạng đình Ngọc Bộ là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đình còn là cơ sở cách mạng, nơi ẩn náu của nhiều cán bộ trung ương, nơi hội họp của Đảng bộ huyện, một địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Năm 1962, nhân dân Ngọc Bộ đã được đón đồng chí Lê Văn Lương về thăm và làm việc nhân dịp Ngọc Bộ được Bác Hồ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Lúc đầu thì đình được làm ở đường Dứa thuộc xứ đồng Bãi Đông của làng, từ ở quay về hướng đông.
trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì nhà Trần đã lợi dụng đặc điểm đình Ngọc Bộ khi đó ở giữa cánh đồng để làm kho quân lương của quân đội ta trong cuộc kháng chiến. Đến năm 1468, thì đình Ngọc Bộ được chuyển từ đường Dứa Bãi Đông vào giữa làng như hiện nay, song cửa thì vẫn quay về hướng đông. Và đến năm 1898, đời Thành Thái thứ 10, thì đình Ngọc Bộ là được quay về hướng tây là như hiện nay. Phía trước ngôi đình thì có lền rối ao đình, hai bên là có thảo xá và có dãy nhãn hàng cau rất đẹp và uy nghi. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược thì đình Ngọc Bộ là nơi hội họp của Đảng bộ huyện, huyện Bộ Việt Minh Văn Giang, nơi có rất nhiều hầm bí mật để che giấu các đồng chí cán bộ, bộ đội du kích qua lại hoạt động. Và trong đó là có đồng chí Trần Hoàn, cố ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Ngọc Bộ là một pháo đài kiên cường chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược. Lúc bây giờ là làng có 3 trận địa pháo cao xạ và đình làng lúc bây giờ thì được quân đội ta sử dụng làm kho quân lương. Và đặc biệt là năm 1962, khi làng Ngọc Bộ được Bác Hồ tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, thì đồng chí Lê Văn Lương, khi đó là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và sau này là ủy viên Bộ Chính trị, thì đã về thăm và động viên phong trào của làng. Thì đình Ngọc Bộ còn là cái nơi hội họp của chi bộ đảng, thế rồi là của các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong thôn, là nơi giao lưu văn hóa tình cảm giữa người Ngọc Bộ và nhân dân xa quê. Đến làng Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, khi khám phá đời sống tín ngưỡng cùng văn hóa tôn giáo của địa phương thì một điều không thể bỏ qua đó là chùa Kim Hoa. Ngôi chùa tương truyền được xây dựng từ thời Lý trên mảnh đất hình bông sen vàng, với lối kiến trúc cổ kính mang những nét nghệ thuật thể hiện sự giao thoa của văn hóa Việt Chăm, và bằng những đường nét hoa văn tinh xảo, chùa Kim Hoa đã trở thành một di tích lịch sử độc đáo, một công trình văn hóa quan trọng của làng. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã về thăm và đánh giá đây là một ngôi chùa cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tại đây còn lưu giữ được một giếng ngọc quý giá. Giếng được làm bằng cối đá thủng, xếp từ dưới lên trên, giống hệt như giếng cổ ở Hoàng Thành Thăng Long. Tương truyền, nước giếng ngọc vừa trong, vừa mát, mạch nước không bao giờ cạn kiệt. Những năm hạn hán kéo dài, ao chuông cạn kiệt, đồng ruộng nứt nẻ, cây cối héo khô, song giếng ngọc vẫn đủ nước cung cấp cho cả làng sinh sống. Với sự hiện ứng linh thiêng của giếng ngọc, nên Nguyên Phi Ỷ Lan đã chọn chùa Kim Hoa để về lễ Phật và cầu tự. Chùa làng Ngọc Bộ được xây dựng trên mảnh đất bông sen, cho nên có tên là chùa Kim Hoa. Và chùa làng Ngọc Bộ được xây dựng từ thời nhà Lý, và năm 1010 thì bà Ỷ Lan có về làng Ngọc Bộ để tắm ở cái giếng ngọc nước trong cầu tự con trai, và sau đó thì bà sinh được hoàng tử. Cho nên chùa Ngọc Bộ đấy được sửa đầu tiên là thời nhà Lý, và bà Ỷ Lan sửa hơn 101 cái chùa của khu vực Thăng Long đấy, thì trong đó có chùa làng Ngọc Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào năm 52-53. Hồi ý đấy, nói chung là du kích chúng tôi, thế rồi thì anh em ở bộ đội huyện ấy là thường ấy là ở cái lũy. Ngày xưa ấy là chùa này còn có một cái lũy đằng sau này, cả một cái lũy tre đấy.
Tôi đã từng gánh cơm cho bộ đội trận 26 tháng 3. Mà địch nó bao vây ở ngoài kia, nó phát hiện ra. Nhưng mà tôi vứt gánh cơm, tôi nhảy qua hàng rào chùa, tôi vào xóm để báo cho anh em. Nhưng mà cái trận ý thì anh em ở trên kia đánh thắng, cho nên rằng bọn đây nó rút lui. Nếu mà cái mũi ý hôm ý ở đây mà đánh thì còn thắng lợi nữa, bắt 83 tên cả. Cũng tại chùa Kim Hoa, dân làng Ngọc Bộ còn lưu giữ được một chuông cổ đúc năm 1701. Trên thành chuông có đoạn: "Hãy xem chất đẹp như ngọc, thanh như vàng, âm như tiếng cá kình và như tiếng sấm động, nghìn núi âm vang, bốn phương vui vẻ, lắng chuông ngân lòng sinh thiện niệm, nghe chảy dục lòng trần tạm khuây, khắp đất kinh bắc này chẳng tòa nào có được bảo vật như thế này chăng?" Điều đó cho thấy chùa Kim Hoa không chỉ là một di tích lịch sử, mà từ xa xưa chùa Kim Hoa đã là một ngôi chùa nổi tiếng cả về cảnh quan và sự linh ứng. Năm 2006, trong khi tiến hành trùng tu, nhà sư trụ trì cùng dân làng Ngọc Bộ đã phát hiện tại đây còn có một đôi câu đối cổ rất có giá trị. Năm 2006, cán bộ nhân dân Ngọc Bộ cùng với nhà sư trụ trì tiến hành trùng tu chùa Kim Hoa, thì chúng tôi là phát hiện thấy một cái vế đối cổ của các cụ để lại ở ngôi Tam Bảo. Nội dung của nó là: "Ngọc chất dáng hoàng cung, phún thủy cửu long tề mộc dục." Nghĩa là chất ngọc xuống hoàng cung, mạch nước chín dòng đều tắm gội. Và sau đó thì chúng tôi có nhờ là Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cho một vế thứ hai của đôi câu đối. Bởi vì cái vế một thì còn, nhưng vế hai thì bị mất. Thì Viện Nghiên cứu Hán Nôm là có cho đôi vế thứ hai là: "Kim thân tu tuyết lĩnh, hàm hoa bách điểu cộng chiều thang." Như vậy là hiện nay chúng tôi có một đôi câu đối hoàn chỉnh là: "Ngọc chất dáng hoàng cung, phún thủy cửu long tề mộc dục. Kim thân tu tuyết lĩnh, hàm hoa bách điểu cộng chiều thang." Đây là nguyên bản chữ Hán như vậy. Không chỉ đặc sắc với những nhân vật có trong sự tích, mà làng Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang còn khẳng định được truyền thống văn hiến với những nhân vật hoàn toàn có thật. Đó chính là 6 vị tiến sĩ, mà trong đó có người đã được vua ban tặng bút nghiên bằng đá. Đó chính là tiến sĩ Vũ Công Lượng, tức Phạm Đăng Minh. Ông là một người có công lao to lớn với đất nước dưới triều vua Lê và đã được triều đình vua Lê Dụ Tông cho ban tặng bút nghiên bằng đá để ghi tạc công lao. Với ý thức gìn giữ những di sản văn hóa của làng để góp phần làm giàu thêm đạo lý của dân tộc, người dân làng Ngọc Bộ đã cho xây dựng nhà bia để bảo vệ bút nghiên bằng đá, một dấu ấn văn hóa đáng quý của ông cha. Cùng với việc lưu giữ, bảo tồn những di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đình chùa miếu, văn chỉ và bút nghiên bằng đá, các thế hệ người dân Ngọc Bộ đời nối đời trân trọng lưu giữ được nhiều nhà thờ họ, nhà từ đường. Các nhà thờ họ, nhà từ đường không chỉ là nơi phụng thờ các bậc tiên tổ, các bậc tiên hiền nho học, những người thành danh, mà đã trở thành nơi hội tụ, giáo dục gia phong, nơi tôn vinh các thế hệ con cháu của các dòng họ học hành thành đạt và là điểm hẹn của các thành viên trong dòng họ mỗi khi đi xa về gần. Họ Lê nhà chúng tôi trước đây là có 2 tiến sĩ, là Lê Tuấn Ngạn và Lê Thực. Thế và có một cụ gọi là cụ Lê Văn Phúc ấy, là bộ thượng thư của nhà triều ngày xưa. Và cái nhà thờ đến nay là 245. Thế còn thời bây giờ là chúng tôi là có 5 tiến sĩ theo từ ngày hòa bình đến nay. Thế còn dòng họ chúng tôi thì là hàng năm là vẫn duy trì dỗ tổ tiên là vào ngày 11 tháng Giêng. Năm nào chúng tôi cũng duy trì làm lễ tổ, tức là họ cụ tổ họ Lê chúng tôi là trước cửa đình, ngôi mộ to đấy. Thế và hàng năm đó là coi như thế là các cháu đỗ đạt học sinh giỏi khá đều là nhà họ có khen thưởng, dù phần thưởng không to nhưng cũng gọi là động viên các cháu. Phát huy truyền thống của tổ tiên,
của vùng đất có tiếng là địa linh nhân kiệt. Trong hơn 80 năm đi theo Đảng, dù ở quê hay xa quê, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ người dân Ngọc Bộ đều đã chứng minh được bản lĩnh, truyền thống lao động cần cù, thông minh và sáng tạo, đặc biệt là tinh thần vượt khó đi lên. Bằng chứng là Ngọc Bộ có tới 7 người là cán bộ giữ các cương vị quan trọng ở cấp tỉnh và trung ương, gần 180 người có học vị cử nhân, trong đó có 3 giáo sư, 6 tiến sĩ. Bình quân mỗi năm làng có từ 15 đến 20 cháu thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Trong nhiều năm, Ngọc Bộ liên tục có con em đạt giải cao qua các kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Tiêu biểu là em Lê Minh Quân đã đạt giải 3 quốc gia môn vật lý năm học 2002-2003. Toàn thôn hiện có 23 người có cấp hàm thiếu tá trở lên, trong đó có 1 thiếu tướng, 4 đại tá, 3 thượng tá. Cùng với việc vượt khó vươn lên bằng con đường học vấn, các thế hệ người dân Ngọc Bộ còn biết đoàn kết bên nhau, vượt khó làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. Chính vì thế mà từ một vùng đất thuần nông, sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, giờ đây Ngọc Bộ đã thật sự thay da đổi thịt. 99% đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa hoặc cứng hóa. Toàn thôn có trên 40% số hộ có nhà cao tầng với những tiện nghi đắt tiền. Số hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,7%. Những ruộng lúa, ruộng màu kém hiệu quả năm xưa nay đã được thay thế bằng những trang vườn trại bốn mùa hoa thơm quả ngọt với mức thu nhập cao gấp từ 5 đến 10 lần so với trồng lúa. Nhiều gia đình đã trở thành triệu phú, có ít gia đình đã trở thành tỷ phú từ chính mảnh đất của quê hương mình. Giá trị trên 1 hecta canh tác đã vượt ngưỡng 105 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 là 14%, một con số khiến nhiều làng xã trong vùng phải nể phục. Ngọc Bộ thì trong cái điều kiện phát triển vừa thời gian vừa qua thì Ngọc Bộ có một cái số nét mà nổi bật. Cái thứ nhất là về cái công tác là huy động nhân dân trong cái việc là tham gia đóng góp xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, xây dựng là nghĩa trang, thì cũng đã phát động là nhân dân xây dựng nghĩa trang theo cái quy định mới của tỉnh, là theo cái có quy hoạch xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch. Hoạt động các cái lớp sống văn hóa thì nổi bật lên ở Ngọc Bộ, thì chúng tôi ở đây Long Hưng thì đang phát động cái xây dựng khu dân cư 3.0. Thế thì về đặc biệt là về cái việc cưới, việc tang, không hút thuốc lá, thế rồi là không có tệ nạn xã hội, thì Ngọc Bộ cũng là một trong những thôn mà tổ chức thực hiện rất là tốt. Cái thứ ba nữa là Ngọc Bộ có cái điểm nổi bật lên là cái công tác phong trào khuyến học. Thì hàng năm thì thôn Ngọc Bộ ngoài cái việc xã tổ chức là khen thưởng động viên các cháu là có cái thành tích cao trong học tập, thi đỗ vào các trường đại học, thì thôn Ngọc Bộ là có một cái phong trào là xây dựng tất cả các dòng họ đều xây dựng cái quỹ khuyến học. Thế và tổ chức hàng năm đều tổ chức là cái tuyên dương cho các cháu là có cái thành tích trong học tập, ví dụ như là học tập đạt cái thành tích trong cái thi, có cái cuộc thi về của huyện, của tỉnh, thế của quốc gia. Với tầng dày về lịch sử, với những truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời còn lưu giữ trong nhân dân, đặc biệt là những dấu ấn lịch sử, đó sẽ mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn để cán bộ và nhân dân Ngọc Bộ tiếp tục đoàn kết bên nhau, vững bước đi lên trên con đường đổi mới, xây dựng Ngọc Bộ sớm trở thành một vùng quê giàu đẹp văn minh, một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới trên quê hương xứ Nhãn. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự tài liệu vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Nghiên hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.